hát cho lòng ta thật thoải mái. Vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời. Bước vững bước bao niềm tin trong từng giây phút, cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Chào đón tất cả quý vị đang đến với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày, chương trình đặc biệt được phát sóng vào ngày lễ Giáng sinh 24 tháng 12. Chúc tất cả quý vị sẽ có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè của mình. Quý vị thân mến, chúng ta đang đón Giáng sinh trong bầu không khí lạnh của rất nhiều vùng miền. Tuy nhiên, bằng những hành động đẹp, bằng sự sẻ chia và tinh thần thiện nguyện, có rất nhiều người đã biến không khí Giáng sinh trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Và ngày hôm nay, Khánh Huyền xin mời tất cả quý vị hãy cùng Vui Sống Mỗi Ngày đến với những câu chuyện đời thường thật đẹp về sự sẻ chia trong mùa Giáng sinh này nhé. Và bây giờ Khánh Huyền xin mời tất cả quý vị hãy cùng gặp gỡ với hai vị khách mời của chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Người đầu tiên xin được giới thiệu nhiếp ảnh gia Thanh Hải. Xin chào chị Khánh Huyền và các quý vị khán giả. Và người thứ hai, một gương mặt rất dễ thương và cũng rất quen thuộc với chương trình, ca sĩ Hồng Ân. Chào chị Khánh Huyền, chào tất cả quý vị khán giả. Và những cái ngày cuối năm như thế này thì Huyền nghĩ là cái cảm xúc của mọi người trộn rộn hơn một chút, nôn nao hơn một chút, đó là cái cảm xúc chung. Không biết là với Hải thì như thế nào và những ngày cuối năm thì Hải thường làm việc gì? Những ngày này Sài Gòn hơi se lạnh và khắp nơi thì không khí Giáng sinh được tô điểm bởi các tòa nhà trang trí rất đẹp. Thì với các anh em nhiếp ảnh, đây là cái dịp để mà ghi lại Sài Gòn, giao mùa và mùa
vui nhất trong năm của Sài Gòn cũng có lẽ là mùa Giáng sinh, nên là nhóm tụi em hay đi chụp ảnh đường phố hay là trang trí Giáng sinh. Còn cảm xúc của Hồng Ân thì sao đây? Dịp này cũng là dịp rất là đặc biệt đối với anh nè. Vâng. Thì nhìn cái áo là biết cảm xúc em như nào rồi. Giống chị. Vâng. Chúng ta đều rất là vui tươi. Vâng, đó là cái thời gian mà mình thấy nó ý nghĩa đối với mỗi người. Như riêng với Ân thì đó rất là đặc biệt, vì đó là cái ngày mà mình được sinh ra đời. Đây là dịp sinh nhật của Ân luôn. Vâng, đúng rồi ạ. 24 tháng 12 là sinh nhật. Happy birthday nha. Cho nên là cái dịp Noel là cái dịp ngoài cái việc bận rộn thì Ân lại muốn làm những cái món quà thật là ý nghĩa cho cuộc sống. Sống những cái giây phút đó thật là ý nghĩa và nó cháy hết trong một năm. Một hình tượng, một nhân vật mà ai cũng yêu mến trong những ngày này, ông già Noel đúng không ạ? Ông già Noel thì cứ dịp này là muốn mang đến những món quà nhỏ, những niềm vui tới cho các em nhỏ. Còn lại thì mỗi người trong chúng ta Huyền tin là cũng có một cái sự gần gũi với nhau hơn, ấm áp hơn và muốn sẻ chia nhiều hơn. Ví dụ như là Thanh Hải thì Huyền được biết là 10 năm qua Hải đã gắn bó với một cái hoạt động rất là ý nghĩa có tên là Happy Portrait. Và Hải có thể chia sẻ về cái hoạt động này được không? Đó là ý tưởng của một nhiếp ảnh gia Mỹ, Jeremy Coward. Cái mô hình của anh là anh ấy mời mọi người ai cần chụp ảnh đến cái studio của anh ấy được chụp in và tặng. Không có nghĩa là người nghèo hay người giàu. Khi về Việt Nam thì mình phải đi tìm những người cần mình. Thì Happy Portrait là một cái mô hình thiện nguyện hàng năm sẽ diễn ra vào gần Giáng sinh, cho các anh em nhiếp ảnh có một cái cơ hội để mang tặng những bức ảnh cho bệnh nhi mồ côi hay là những cái bệnh nhi ung thư hay là người già hoặc là các vùng sâu vùng xa. Với cái câu chuyện nhỏ là có rất nhiều người chưa bao giờ có được một bức ảnh, hoặc là một bức ảnh nó sẽ là một lời động viên cho những người bệnh, người khó khăn rằng là tôi vẫn còn được quan tâm. Và đặc biệt là vào dịp Giáng sinh thì chương trình sẽ trang trí các bệnh viện, trang trí các mái ấm thành không khí Giáng sinh để xóa đi cái cảm giác là bệnh tật hay là những cảm giác buồn trong năm. Và bạn như bạn già nào bụng bự sẽ hóa thân thành như bạn ông già Noel. Nếu bụng không bự thì chúng ta có thể làm cho bụng đọn lại, những cái nhất không phải mập. Chính xác. Đó thì tụi em muốn mang đến một cái niềm tin rằng cuộc sống vẫn có những cái sự động viên, đặc biệt vào ngày Giáng sinh. Nếu vậy thì chắc chắn là trong vòng 10 năm sẽ có những câu chuyện hoặc là những chân dung mà Hải cảm thấy ấn tượng lắm đúng không? Thực sự thì về mặt cá nhân em cũng hay phải vào bệnh viện. Nên là bệnh viện với em luôn luôn là cái nơi mà em có nhiều hoạt động, chương trình. Ví dụ bên Happy Portrait với lại Ước mơ của Thúy hay làm chương trình trong 9 bệnh viện trên toàn quốc của bệnh nhi ung thư. Thì cách đây mấy năm cũng có câu chuyện, hôm nay ngày vui nhưng mà chúng ta cũng đôi khi chúng ta cũng kể một cái câu chuyện nó chưa vui lắm nhưng mà nó cũng khá là ấn tượng mà em nghĩ là nó sẽ động lại trong cá nhân em và nhiều bạn ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 của Thành phố Hồ Chí Minh. Thì có một lần bạn tình nguyện viên đó khóc và nói anh Hải phải nhớ ghi rõ cho tổ in ấn là phải in 9 ảnh này nhé, vì hôm nay bé bị trả về. Có những cái nỗi buồn nhưng mà cũng đó là một cái để mà tất cả các tình nguyện viên cảm thấy rằng là cái việc mình làm nó có những cái ý nghĩa nhất định, nó là sự động viên, có thể là cuối cùng, có thể là mãi mãi đối với gia đình bé, hoặc là đó cũng chính là một cái nhắc nhở cho các bạn là sự sống rất là quý và mỗi người chúng ta cần phải chia sẻ với nhau. Có những khi những cái niềm vui bé tí thôi, một bức ảnh tưởng ai cũng lấy điện thoại chụp là xong. Nhưng mà có nhiều bé còn không nhận ra được mặt mình vì cả đời chưa có ảnh. Đúng là phải có những trải nghiệm thì mình mới biết hết được những cái câu chuyện xung quanh chúng ta. Có những chuyện rất vui và có những cái chuyện mà khiến cho chúng ta rất là xúc động, giống như câu chuyện vừa rồi mà Hải đã kể. Bên cạnh các hoạt động tại các bệnh viện thì chương trình còn đến với các đảo xa, như là năm ngoái là còn đến đảo Thổ Chu. Dù đảo Thổ Chu về điều kiện kinh tế thì bà con rất là khá, nhưng mà không có một bác chụp ảnh nào và cũng không có một cái tiệm ảnh nào, trong khi phải đi tàu rất mấy ngày mới vào đất liền được. Cho nên là cả đảo xếp hàng chụp ảnh. Hoặc là những cái vùng sâu như là Hà Giang thì đôi khi cả đời các người tới những người già trong bản sâu người ta không có gương, cũng không có chụp ảnh, bây giờ họ không còn nhớ mặt của họ. Và khi mà tình nguyện viên của bên em đi phát ảnh là người này sẽ phải nhận ảnh họ người kia, vì bảo đây là ảnh của ba nè, đây là ảnh của cô nè, bảo đây là tôi.
đây là không tôi thể tưởng tượng dạ, dạ, đó là những cái niềm vui mà giống như là giúp người ta nhận ra họ bao nhiêu năm họ không biết họ hình dáng như thế nào. Thôi không không nói ra thì không thể nghĩ được là lại có những cái trường hợp như vậy luôn. Thậm chí năm đầu tiên tụi em làm là nếu mà ai hay đi cái công viên ở trước cửa bên hông nhà thờ Đức Bà sẽ có một chú hề thổi bong bóng á. Cái chú hề khi mà tụi em chụp cho chú và in hình ra, chú xúc động, chú khóc, chú bảo là chú đi làm bong bóng và ai cũng để kêu chú đứng lại selfie. Nhưng mà cho đến giờ là 5-6 năm nay chú chưa bao giờ có một bức ảnh. Đây là đầu tiên chú được có một bức ảnh. Những cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ và lưu lại, giúp cho con người chúng ta có thêm một cái sự động viên rằng vẫn có cái sự quan tâm đến mình. Và cái tinh thần bao giờ cũng là cái quan trọng nhất đối với đời sống của mỗi một con người. Hôm nay thì Ân ngồi đây với một cái bộ đồ cạnh tranh với chị Huyền. Và cũng có một cái biệt danh đã theo Ân như là gì? Ông già Noel Mr. Noel. Mr. Noel. Phải có một cái lý do nhất định chứ đúng không? Vâng. 5 năm qua hình như là anh đã gắn liền với cái biệt danh này. Như là anh Thanh Hải nói thì cũng nhớ là một cái câu chuyện, đó là khi mà anh đến cái máy ấm Mai Tâm thì những em ở đó rất là đẹp, rất là xinh. Thế thì anh mới nói rằng là các con muốn sau này trở thành cái gì? Thì có rất là nhiều nữa thì con muốn làm ca sĩ như chú, có em thì là muốn làm người mẫu. Thì đó là những cái ước mơ mà mình thấy nó có vẻ là xa vời đối với các em. Nhưng mà khi mà bộc bạch như vậy thì thôi thúc em. Và sau đó thì em ra một cái CD Emmanuel. Thì là cái CD đó thì em mời các nhân vật đó, các em đó hóa thân thành những cái thiên thần và chụp hình. Nếu mà biết anh Hải sớm thì là sẽ là cái người mà những cái hình ảnh quá sức là đẹp, đúng không ạ? Và sau khi mà có những cái ảnh nó ra thì các em thực sự là đã cảm thấy rất là hạnh phúc vì đã được là một diễn viên, đã được in ấn và một sản phẩm ra mọi người đón nhận. Thế thì ân nghĩ rằng là khi mà mình đến với các em á, không những là mình mang lại cho các em niềm vui, nhưng mà thực sự các em đã cho mình những cái động lực, cho mình rất là nhiều cái niềm tin trong cuộc sống. Và mình thấy mình cần phải là cái người mạnh mẽ để có một cuộc sống tươi đẹp. Và khi mà ân hóa thân thành một cái ông già Noel để đến chia sẻ cái niềm vui thì được các em nó đón nhận và nó ôm, hay là nó cười một cái nụ cười như vậy đó. Ông già Noel là một cái hình ảnh mà các em nó giống như huyền thoại á. Đến hòa lên. Và nó cảm thấy mặc dù là nó đã nhìn thấy rồi nhưng mà vẫn trong một cái giấc mơ. Và chính nó kêu đây là một ông già, nó cứ tới nó sờ cái râu giả bộ của mình thôi, nhưng mà sờ râu nó thậm chí có đứa nó giật râu rồi nó gắn vào nó đang nữa. Đang định hỏi xem có một cái tai nạn nào đấy, xảy ra không. Thế là nó giật râu nó gắn là kêu là con là ông già Noel được không chú? Con làm ông già Noel đi. Nó rất là cái hồn nhiên như thế. Các bé cũng biết đây là mình hóa trang thành ông già rồi. Noel mà thôi. Mà cứ tưởng là cái râu nó cứ giờ rồi nó giật ra nó dán vào miệng nó. Thì là những hình ảnh đó mình mới cảm thấy rằng là thực sự các em là những người thiếu tình cảm. Mình cảm nhận được điều đó. Cảm nhận điều đó. Nó cứ ôm hay là nó cứ quấn quýt mình, không cho mình về. Thì mình cảm thấy được một cái điều rằng đó, đây là một cái thời gian mà phải nói là có thể là trong một năm, trong một năm qua thì các em cũng học, cũng sống những cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà đến những cái lúc cuối năm thì mình sẽ dành cho nhau những cái thời gian. Mặc dù là ai cũng bận rộn nhưng mà đó là cái dịp để mình nhìn lại trong một năm mình đã làm được cái gì. Và bên cạnh những mình còn những người nào cần được quan tâm, cần được chia sẻ. Mình nghĩ rằng là cái lòng tốt mỗi người thể hiện theo một cách khác nhau và mỗi người sẽ tìm cái cách phù hợp với mình. Đó là những câu chuyện mà anh Thanh Hải cũng như là Hồng Ân đã chia sẻ với khán giả. Còn lại thì những người khác họ có những câu chuyện về sự chia sẻ của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Thường thì vào đêm Giáng sinh thì mình sẽ thường không đi chơi cùng bạn bè, mà thay vào đó là mình tham gia những cái hoạt động ổn định về giao thông tại địa phương mình tổ chức. Mình làm hoạt động này cũng đã được 3 năm rồi. Mình thấy cái hoạt động đó rất là có ý nghĩa. Tại vì nếu như mà không có những người ổn định giao thông như chúng mình thì sẽ kẹt xe, gây kẹt xe và ùn tắc giao thông, thì sẽ khiến một cái đêm Giáng sinh nó không được trọn vẹn đối với mọi người. Từ khoảng 4-5 năm nay thì ở công ty luôn có tổ chức những cái hoạt động cho các bạn ở trong công ty cùng tham gia, là phát những cái phần quà từ thiện cho những cái hộ nghèo hoặc là cho các em bé hiếu học, làm thức ăn cho những cái người vô gia cư hoặc là phát những cái phần áo cho họ. Thấy mọi người được quà thì mình cũng thấy là vui với hạnh phúc lắm. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ là hy vọng là sẽ có được nhiều người họ biết đến hơn, họ đến họ nhận quà, hoặc là mình đến được với họ nhiều hơn nữa.
thường thì cứ đến mùa Noel thì trước đó mấy ngày thì tôi đã chuẩn bị làm những cái chương trình làm bánh Noel, tạo cho các cái sân chơi cho các trẻ em. Qua những cái bánh đó, không phải là các em chỉ ăn thôi, nhưng mà tôi còn hướng dẫn cho các em làm nhiều thêm. Sau khi những cái bánh hoàn tất, mình sẽ đem đến chia sẻ với các trung tâm khuyết tật, các trẻ em cơ nhỡ, để các em cùng giang hòa với cái không khí Noel cùng với mọi người. Bao giờ cũng vậy, Giáng sinh của chúng mình có những cái chương trình đông ấm bánh và em, hay là Giáng sinh Hồng là cái chương trình thường niên đã nhiều năm nay. Vào những dịp đó thì ngoài cái chuyện mà sách lại áo ấm, nhưng quan trọng hơn là cái sự chia sẻ, và đặc biệt là mình lại có những cái cơ hội để đi và để học được nhiều hơn. Huyền tin rằng với những tấm lòng nhân ái, với sự sẻ chia thì cuộc sống của chúng ta sẽ ấm áp hơn rất là nhiều. Bên cạnh những hoạt động vừa rồi như là anh Thanh Hải đã chia sẻ về Happy Trap thì còn có những cái hoạt động khác nữa. Anh có thể chia sẻ về những hoạt động khác đó được không? Thì bên diễn đàn ảnh, bên chúng em là diễn đàn viên photo thì còn có một hoạt động mà Hải cũng tham gia sáng lập và điều hành, đó là một cái quỹ mổ mắt cho bà con nghèo ở miền Tây. Tại vì với anh em giúp ảnh á, hay dùng ống kính, thì với con người ống kính với lại đôi mắt giữa nhiếp ảnh nó khá tương đồng. Cái thứ hai nữa là càng đi chụp hình vùng sâu vùng xa thì mình càng thấy bà con là chỉ vì là thiếu một vài triệu đồng, thì chỉ vì thiếu cái kiến thức chung, cứ thấy mắt mình mờ dần và nghĩ rằng không thể chữa được, nhưng đó là bệnh đục thủy tinh thể, thì chỉ cần thay thôi là có thể phục hồi sức lao động hoàn toàn bình thường. Thì đó, do đó thì nhóm chúng em là gồm có 5 nhiếp ảnh gia, thì năm nay là năm thứ 3 làm triển lãm và bán ảnh và gây quỹ để đi mổ mắt cho bà con, phối hợp với bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện mắt thì sẽ ủng hộ bằng cách là cho mượn phương tiện bác sĩ. Và em nghĩ là mình lấy cái ảnh đẹp từ vùng quê của bà con thì mình cũng xin tặng lại một chút ân tình. Và chúng em ghi nhận rằng là cái sức lan tỏa của chương trình đó là sự chia sẻ, mỗi người không cần phải có tiền hay cần nhiều tiền hay cần phải làm việc gì lớn lao, dùng chính những cái gì mà mình có, năng lực mình có để giúp được những người nào đó mình có thể gặp trong cuộc sống. Quan trọng là cái sức lan tỏa của mỗi một cái hoạt động. Huyền nghĩ rằng là đầu tiên từ một người lên hai, lên ba, và cái thành công của nó tức là làm sao để tất cả mọi người ở trong cộng đồng cùng hướng tới những cái hoạt động thiện nguyện như vậy. Nói về ánh sáng từ tâm của Hồng Ân thì chị Huyền được biết là em muốn kêu gọi cộng đồng tham gia cùng với mình trong cái hoạt động này. Cái quỹ của em là cũng từ cái hoạt động gọi là bán những cái ấn phẩm âm nhạc. Vậy thì em có thể chia sẻ là đối tượng của quỹ ánh sáng từ tâm là những ai? Quỹ ánh sáng từ tâm đối với Ân thì là trước tiên thì là học bổng cho các em học sinh những cái vùng sâu vùng xa, cũng như là Ân thì Hồng Ân thì là muốn giúp cho các em đồng hành với các em. Ví dụ những bạn nào mà Ân đã thấy được rằng là có cái tiềm năng cũng như là hoàn cảnh thực sự khó khăn thì Ân muốn giúp cho các em đó học, ví dụ như học đại học 2 năm đó, thì sau đó thì các em ra trường và các em lại có được cái điều kiện khác và giúp lại. Mình xem đó là một cái nối dài, những cánh tay nối dài, chứ mình không thể là hôm nay mình cho một cách ào ạt như vậy thì nó cũng không thấm vào đâu được, và cũng không thể nào để tạo được một cái trách nhiệm. Cũng không muốn là các em trả lại cho Ân, nhưng mà muốn là một cái dòng sông chảy, và các em cũng sẽ như vậy và dìu dắt những người em sau của các em đó. Một mình không thể nào mà làm được những cái chuyện mà xem ra là nhỏ nhưng mà thực sự không phải nhỏ. Ví dụ làm 1-2 ngày thì ok, nhưng mà làm nó cứ liên lỉ như vậy thì phải cần có một cái sự đồng hành, có một cái sự hỗ trợ. Riêng về những cái hoạt động mà gây quỹ từ CD thì ví dụ như Trịnh Công Sơn thì là được chị Trịnh Bính Trinh hỗ trợ, là không có lấy tác quyền nguyên một cái CD như vậy. Còn về phía các anh chị gọi là fan cũng như không phải, như là đồng hành với Hồng Ân trong suốt thời gian qua thì thực sự họ đã là những người tạo cho Ân có một cái động lực rất là lớn. Cái điều đó nó sẽ làm cho cái người mà được đón nhận á, họ cũng cảm thấy hạnh phúc,
Chứ không phải là một mình anh Hồng Ân, mà tất cả mọi người đến dưới cái ánh sáng từ tâm. Chứ không phải là đối với Ân là mình lấy cái danh là ca sĩ Hồng Ân để làm từ thiện. Đối với cái Ân không phải là cái mục đích chính. Đó là chỉ là phương tiện thôi. Chính xác. Vâng, còn cái mục đích chính là vẫn là những nhân vật đó, và muốn được tất cả mọi người cùng nhau để làm cho cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Thực ra người Việt chúng ta từ xưa vẫn có một cái câu nói là lá lành đùm lá rách. Nó là cái tinh thần hỗ trợ lẫn nhau của người Việt. Tuy nhiên, ở bên cạnh đó thì vẫn có một số người suy nghĩ như thế này, rằng là phải trừ phi mình thực sự giàu có, mình đã dư giả lắm rồi, mình mới sẻ chia được cho những người khác. Thì không biết là Hải hay là Ân nghĩ như thế nào về quan điểm như vậy? Thực sự mỗi năm sẽ có khoảng 1.500 đến hơn tình nguyện viên như bạn gia của chương trình Help for Child tham gia chương trình. Thì đó có thể là một bạn sinh viên năm nhất. Hôm nọ Hải có một cái bạn viết, bạn ấy của nhóm Biên Hòa. Bạn ấy viết là năm nay là năm thứ năm bạn ấy tham gia, và bạn ấy tham gia từ lúc sinh viên cho đến khi đi làm. Đấy, tức là từ một bạn sinh viên hay từ một anh công nhân hay một chị nhân viên bình thường đều có thể tham gia làm cái việc là mang lại niềm vui và động viên mọi người. Quan trọng nhất em nghĩ là cái sự chia sẻ. Và tụi em hay có câu là nhiếp ảnh thì mình có cái gì mình dùng chính cái sức của mình để mình chia sẻ với mọi người, mình giúp cho mọi người bằng cái chính sức lực của mình, chứ không có nghĩa là mình cần phải tỷ phú hay là cần phải rất giàu có hoặc là cần phải rất là rảnh rỗi. Đó, cho nên em nghĩ là cái tấm lòng và có người khơi gọi, có người tổ chức là mọi người có thể giúp nhau, động viên nhau trong cuộc sống. Thực ra mình không thể phủ nhận được cái tầm quan trọng của kinh tế. Thực ra nếu như mình có điều kiện, mình có kinh tế, mình có thể làm được rất nhiều việc. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không có kinh tế thì không phải là chúng ta không giúp đỡ được những người khác, bởi vì cuộc sống chúng ta cần rất nhiều điều. Có những lúc có những bạn đang nói là hôm nay anh làm một cái chương trình cho Noel, thì em không có tiền mà bây giờ em muốn mua một cái CD, rồi với cái số tiền là ví dụ 50.000 thôi, thế có được không anh? Anh có thể ship cho em như vậy không? Với một cái tin nhắn như vậy á, em mới liên tưởng đến một cái câu chuyện nói là có một cái người đàn bà đó, bà già rồi, mà khi mà đi vô trong nhà thờ bỏ một người tiền thì bà mới bỏ cái một đồng thôi. Nhưng mà cuối cùng á thì là cái ý nghĩa cái đồng tiền đó là nhiều hơn cái người mà bỏ 10 đồng. Vì thực sự bà chỉ có một đồng đó, sau đó là bà không còn cái gì hết. Chính xác. Và còn 10 đồng kia thì người ta có được mấy trăm ngàn, nhưng mà chỉ có bỏ 10 đồng thôi. Thế thì mình thấy được rằng là cái điều mà mình cho đó, mình bằng cái gì đó là quý giá của mình. Chứ còn bây giờ những cái gì mình dư thừa mình cho thì thực sự nó cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên đối với Ân thì như Khánh Huyền nói, không phải có tiền mới làm từ thiện. Tất cả chúng ta đều đầy, mỗi người có một cái khả năng, cái thế mạnh riêng và một cái điều tốt đẹp để mang lại cho cuộc sống niềm vui thôi. Và trong thực tế cuộc sống thì chúng ta cũng nhìn nhận thấy là có những con người thực ra rất là bình dị, và thậm chí là cuộc sống của họ còn đang gặp rất nhiều khó khăn nữa kìa. Họ vất vả lắm, họ gian nan lắm, nhưng họ vẫn mang cái tấm lòng, mang tình cảm của mình để tỏa cái sự ấm áp đến cho những người khác. Và đó là câu chuyện ngay sau đây mà xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đón xem. Cách đây một năm, trong thời tiết se lạnh của những ngày gần lễ Giáng sinh, tại quán bán bánh xèo của vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Trương và Phạm Thị Luôn ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, có một cô bé khoảng 3 tuổi bị mẹ bỏ rơi khi đến quán ăn. Khi thấy cô bé trong tình trạng ốm yếu, mệt mỏi, người lấm lem, ông Trương và bà Luôn đã đưa bé về nhà chăm sóc, cứu mang, dù hoàn cảnh gia đình cũng không hề khá giả. Câu chuyện xúc động này đã được chia sẻ rộng rãi trên báo và mạng xã hội, và cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều người về tình người, tình yêu thương ấm áp trong mùa Giáng sinh. Thưa quý vị, ngày đó khi mà ông bà Trương đưa bé gái về nuôi, hy vọng là một vài ngày nữa mẹ bé sẽ quay trở lại. Nhưng mà thấm thát một năm đã trôi qua rồi và ông bà vẫn là người chăm sóc bé gái. Ngày hôm nay, nhân dịp Giáng sinh, Mạnh Tùng sẽ quay trở lại để tìm hiểu thêm về cuộc sống của ông bà, của bé gái, cũng như chia sẻ với quý vị câu chuyện đầy ắp tình người này.
con nhà cô ạ. Bánh xèo thơm quá, con đứng góc đường con đã ngửi thấy rồi. Cô ơi, cho con hỏi là mình bán bánh xèo được bao lâu rồi cô? Cô bán đây là 22 năm rồi. 22 năm. Cô ơi, hôm nay là con muốn qua thăm cô với chú, như là thăm bé, bé Tường Vi. Hồi đấy là mình đưa bé về trong hoàn cảnh nào cô? Thế là mẹ nó ăn một cái bánh xèo với năm cái thòn, khoảng 2 tiếng ngồi sau. Để cô lên dọn dẹp bàn ghế xong xuôi, dọn chén, dọn đũa xong rồi con bé nằm trên bàn. Ngủ khò à, không thấy mẹ đâu á. Cái cứ hỏi chứ mẹ con đi đâu, nó biểu mẹ con đi hút keo rồi. Xong rồi cô cũng chết rồi, giờ về làm sao vậy ông? Cái ông chồng cô biểu cô về tới bà, giờ bà cô đưa mấy con nhà cho nó ngủ chứ chứ giờ bỏ thấy đâu bây giờ. Cái nó về cô con về thì con vô về mà tắm rửa cho con, con nói nó khóc rồi tắm rửa. Nó ăn cơm không, nó dặn con ăn cơm. Cô bới cho nó ăn chén cơm, chén hành, mọi sự hẳn trời. Cái lúc mà mình đưa bé về cô là có thấy mẹ bé nhắn nhủ bằng giấy tờ hay là gì? Có một cái túi xốp màu đen, có hai người đàn ông của mẹ. Thế năm nay chắc là bé 4 tuổi đúng không? Nó mình ra án án thôi chứ không biết chính xác là bao nhiêu. Có gì em đi nhà thăm cháu mình, nó có bú trong nhà luôn. Dạ, cô là đi đường nào cô? Đây, đi thẳng đây đi vô bên hông nhà tờ, tới bãi nhà có đống củi bự á. Dạ. Của cô. Dạ vâng, thì con xin phép ạ. Mời chú hỏi nhà cha. Tường Vy, con đứng lên chào chú đi. Chú chào con, em là chị. Bàn tay vô đây con chào. Chú chào con. Lớn quá rồi. Mời chú ngồi chơi nói chuyện. Dạ. Tường Vy ơi, cho chú hỏi nhá, là ở nhà bây giờ là con chơi thân với ai nhất? Con chơi chị Mai. Chị Mai à? Thế à? Thế là ở nhà ấy, mẹ ca ấy, có hay mua đồ chơi cho con không? Dạ không, để có nhiều rồi. Thế đồ chơi này là ai mua cho con đây? Dạ bác đây. Rồi, hay quá. Hồi đấy là lúc mình nhận là bé như thế nào? Cháu nó ốm yếu lắm, trong cái tình trạng nó kiệt sức, chờ mà cho mẹ bé nó lại để mà nó đưa về đó. Chờ hoài không được. Thấy cháu mệt quá rồi thì bà nhà tôi cũng nói ấy thôi, bà đưa cháu ở trong nhà này. Dạ. Để cho nó nghỉ. Mà nó nằm nó ly bì. Cái lúc đó tôi cũng ra tôi báo bên tổ trưởng á. Thì ông tổ trưởng nói thôi thì cứ giữ nó lại. Để biết đâu mẹ nó gặp cái gì đó thôi, khó khăn cái điều gì đó. Thì cứ tạm thời đó rồi mẹ nó có lại thì trả lại. Đó, nhưng mà chờ hoài cũng không được. Thì trong cái thời gian đó thì nói thiệt với chú là cháu nó bệnh dữ lắm. Đó. Cứ mang nó đi cấp cứu hết lúc này lúc khác nó liên tục. Tới cái lúc mà lo cho nó đi cấp cứu mà đến lúc tôi kiệt hết luôn. Tôi không còn cái sự gì luôn. Tôi đi vay tiền góp luôn. Giành giật cháu vào cái giữa cái sự sống và cái sự chết. Thì sau đó thì cháu từ từ nó hồi. Nó hồi thì nó lại mắc một cái bệnh tự kỷ. Nó ngồi một góc này hay góc trong này nó ngồi. Không nói với ai. Thì cũng may là nhà tôi còn được ba đứa cháu ngoại. Thì bắt đầu từ từ nó gần gũi thì bắt đầu nó hòa nhập được. Bây giờ tình trạng đó cháu nó tốt vậy. Cho em hỏi một chút đấy, lúc đó là hai bác em thấy là thứ nhất là về điều kiện không phải là dư giả. Thứ hai là hai bác vất vả, lo hàng quán cả ngày cả đêm. Chắc lúc đấy mình cũng khó nghĩ cái việc là để bố mẹ nuôi cháu lắm đúng không chị? Dạ đúng rồi, ngay hồi đầu tiên khi mà bố mẹ nói là nhận nuôi bé thì thật sự chị không đồng ý. Từ vì cái thứ nhất là về kinh tế nhà chị nó cũng không có dư dả. Phần thứ hai thì chị thì không sống với ông xã nó mấy năm nay rồi. Một mình chị ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Con ở trong nhà mình lo làm sao thì bé mình cũng nghĩ mình phải lo như vậy. Nên là mình nghĩ là cái trách nhiệm nó lớn lắm chứ nó không có đơn giản. Nhưng mà bố mẹ chị nói thôi bây giờ người ta đã để ở đây mà bây giờ mình không biết là người ta bỏ hay là không bỏ thì bây giờ mình cứ giữ dùm đi. Khi nào mà người ta đến người ta hỏi người ta xin lại thì mình trả lại cho người ta. Cái bắt đầu mình nghĩ là mình chăm dùm. Ngày nào cũng vậy cho ra ngoài bà, chỗ ngoài bà ngồi ngoài đó. Nên nếu mà có người thân hay là gì đó đến hỏi xin lại thì mình trả. Mà chờ hoài cũng thấy. Rồi cộng với cả khi mà gần gũi rồi tiếp xúc với các anh chị ở trong nhà. Bắt đầu là bé mới lanh lẹ, bắt đầu là mới hòa nhập được với gia đình cho đến một năm nay. Gạo là bây giờ phải để cho bé đi học. Vì là cứ mỗi lần mà chị đưa các anh chị đi học thì chở bé theo thích lắm. Cứ thấy trường nào mẹ ca cho con đi học đi, con thích học trường này, con thích học trường kia. Chứ không có giống như con người ta, ví dụ như thấy áo đẹp, thấy đồ chơi đẹp là đòi. Xong rồi cái cả nhà mới nói là thôi bây giờ
phải cho bé đi học, mà bây giờ cho bé đi học thì phải có giấy tờ hẳn hoi. Cái là nhà chị mới quyết định mới đi lên trên phường, thì nhờ phường can thiệp với cả cho mình cái gì để cho nó hợp với pháp luật để mà mình được nuôi bé. Dạ. Thì về cơ bản bây giờ là giấy khai sinh hay là giấy tờ cần thiết là mình đủ hết được? Chưa em. Nói chung gọi là cái giấy khai sinh tạm thời, chứ chưa phải làm cái giấy khai sinh chính thức. Đó, thì coi như là cháu có tên khai, tôi đứng là khai tên cho cháu, đặt tên cho cháu, rồi cũng đặt ngày tháng năm sinh cho cháu luôn. À, tên Tường Vi là do chú đặt hay là? Dạ đúng rồi, nhà họ cũng bàn với nhau hết. Thì đặt cho cháu là Nguyễn Ngọc Tường Vi. Dạ. Má, bởi vì con thấy trẻ nhỏ tuyệt vời lắm. Nhiều khi công sinh là không bằng công dưỡng. Mình nuôi một thời gian là mình có tình cảm mà. Dạ đúng á, hồi đầu bé gọi bằng cô chứ bé không có gọi bằng mẹ. Xong rồi thấy các anh các chị gọi bằng mẹ nè, xong bắt đầu về hơi giờ gọi bằng mẹ ca đi, cái từ đó giờ gọi bằng mẹ ca. Mà được mà chị ôm vô lòng nó thích lắm. Mới đang đêm mới đang ngủ nó tỉnh dậy nó cũng hôn chị cái rồi nó mới nằm nó ngủ tiếp. Thì chứng tỏ là bé rất là cần tình cảm. Nên chị nghĩ là những cái đó là chị trong khả năng chị cho được. Bây giờ trong tất cả mọi người trong nhà chị đều nghĩ bé là như là ruột thịt ở trong nhà, nên là mong muốn rằng là mình nuôi bé làm sao mà cho nó hợp pháp. Ủa thế cái vướng mắc mình đang gặp phải đây là gì ạ? Theo như là bố chị có đi lên trên phường để mà mình hoàn thành những cái thủ tục đúng pháp lý để mình nuôi bé, thì yêu cầu là chị phải có nhà riêng. Thì ví dụ như là bây giờ như là cái tài sản này là của bố mẹ chị thì có thể là chị đứng tên vẫn được, không có gì. Nhưng mà để mà chứng minh được cái tài chính để mình có khả năng mình nuôi bé là ít nhất là trong tài khoản mình phải có 300 triệu. Nhà chị thì buôn bán coi như là mình bình dân á, mình sống cuộc sống bình dân thôi, bây giờ lấy đâu ra mà 300 triệu để mà mình nuôi bé theo đúng cái yêu cầu của pháp luật. Mà trong vòng 6 tháng nếu như mà mình không có chứng minh được thì chính quyền người ta sẽ đưa bé về trung tâm bảo trợ theo yêu cầu của pháp luật là như vậy. Thì chị cũng mong muốn rằng là có thể là qua một cái mùa Noel này thì có thể là có một cái phép lạ nào đó đến với gia đình chị để mà nhà chị có khả năng để nuôi bé. Thế cho chú hỏi này, Noel này á là con thích được nhận quà gì? Nhà búp bê hả? Thế á, con đã thấy ông già Noel bao giờ chưa? Chưa thấy ông già Noel á. Thế con có muốn được gặp ông già Noel không? Muốn. Thế theo con ông già Noel là cao hay là thấp, béo hay là gầy? Dạ ông già Noel cao. Cao đúng không? Rồi. Con biết không, ông già Noel rất yêu quý các bạn nhỏ ngoan ngoãn này, ăn nhiều còn học giỏi nữa. Chưa kể là giúp đỡ gia đình, ông già Noel còn tặng thêm nhiều món quà nữa. Thế con có đồng ý mình sẽ ngoan ngoãn hơn, mình ăn nhiều, mình học giỏi để được ông già Noel tặng quà không? Ừ. Có đồng ý không? Rồi, yeah cái nặng này. Ba. Không biết là anh Thanh Hải cũng như là Hồng Ân cảm nhận như thế nào về câu chuyện vừa rồi? Thực sự là cũng có nhiều cảm xúc trái chiều khác nhau, cũng không có thể tưởng tượng được là đôi vợ chồng cô chú cũng khá là khó khăn, nhưng mà lại có thể đón nhận bằng một cái sự gọi là hết lòng, và kiểu như là đúng kiểu Nam Bộ là có nhiều sẽ nhiều. Dạ, thì cái đó là cái rất là xúc động và cái rất là quý giá của cái tình người. Có thể đó là một cái duyên để cái lại duyên ở đời, duyên ở đời thì khiến những người đó gặp nhau. Trong cái trường hợp này thì cô bé đó thực sự là may mắn khi đã đậu vào một gia đình có một cái tình thương đến như vậy. Không biết là trong cuộc sống đời thường bao nhiêu năm đi làm hoặc là tiếp cận với con người thì anh Hải cũng như là Ân có gặp những cái câu chuyện nào mà về tình người thấm đẫm như vậy không? Có rất là nhiều câu chuyện cũng xúc động, nhưng mà em chỉ muốn kể một cái chuyện của cá nhân em nhỏ xíu thôi. Tức là hồi em học năm nhất đại học thì em bị tai nạn xe ở quốc lộ, và có một người đàn ông đi ngang thấy, và chú đó chạy xe ba gác, chú ấy xăm đầy mình, nhưng mà chú ấy chính là người duy nhất quăng xe lại bỏ em lên và đưa đi bệnh viện. Và không để lại tên tuổi gì và em cũng không tìm ra. Thì đó là câu chuyện suốt đời. Em nghĩ rằng là người tốt ở khắp mọi nơi, và em luôn luôn ghi nhận đó là một cái mình luôn luôn phải tin mọi người, tin bất cứ ai đều có lòng tốt, đều có hướng thiện và có trái tim nhân hậu. Khi mà gặp những câu chuyện như vậy thì lại một lần nữa mình lại quay lại với cái gốc của mình khi mà mình đi làm từ thiện.
mình đến với các em hay là đi giúp những cái con người mà có những cái hoàn cảnh khó khăn thì cũng có rất là nhiều ý kiến trái chiều, là ok có thể là với một cái mục đích nào đó để có thể làm cho mình bị tên tuổi của mình và không? Cũng có thể nói là diễn sâu hay như thế nào đó nhưng mà những cái điều đó cũng là những cái thử thách để cho mình lại một lần nữa để mình xem lại, review lại thử coi mình làm điều của mình có đúng cái mục đích đó không hay là như cái người kia nói. Nhưng mà thực sự qua nhiều lần như vậy thì mình mới cảm thấy rằng ồ, mình làm bằng cả con tim của mình, thực vàng thì không sợ lửa, cho nên là Ân cảm thấy là cuộc sống này rất là đẹp, rất là tươi và mình tiếp tục không có sợ cái điều gì. Không hiểu là sau tất cả những cái công việc mà mình đã làm để hướng tới cộng đồng như vậy thì Hồng Ân thấy là cái mà mình có được là gì? Có được là cái sự yêu thương và cái điều mà Ân nghĩ rằng là cái sự trao ban, cái sự cho đi á, là cái điều mà Ân đã nhận được. Hải cũng chưa bao giờ nghĩ là mình được cái gì hay là đạt được cái gì, nhưng mà chỉ thấy rằng là mỗi lần vào dịp Giáng sinh cái là cái mình sẽ thấy là mình sẽ có được rất là nhiều nụ cười, rất là nhiều cái niềm vui mà từ các bé hay các cụ hay mọi người, các bà con khi nhận một bức ảnh kèm một cái món quà, đó là một cái niềm vui mà mình đang đi tìm mỗi năm và mình tìm thấy ở nơi đấy. Thì cái đó là cái đơn giản nhất rồi, và em nghĩ còn nếu mà suy nghĩ sâu hơn thì mình sẽ nghĩ rằng là sau những cái chương trình như vậy mình đi đâu mình cũng có thể xin xin lỗi là nói cái này hơi buồn cười, xin tài trợ dễ hơn chẳng hạn. Tại vì công việc của mình đã có một cái hiệu quả nhất định và mọi người nhìn nhận rồi, đúng không? Chương trình Trung Thu cũng có hú lên là cũng có rất là đông người. Hoặc là Sắc Màu Cuộc Sống nó cũng là một chương trình mà khi tụi em phát động là rất mọi người đã tin tưởng và sẵn sàng đóng góp. Cái quan trọng nhất á, là anh em nhiếp ảnh bây giờ luôn luôn đi đâu á, đôi khi sẽ mang theo một máy in nhỏ và in cho mọi người. Đó là cái thói quen mà Hải nghĩ là chương trình đã tạo cho tất cả anh em nhiếp ảnh biết cái giá trị của bức ảnh của chính mình. Còn ngày xưa chỉ cần nghĩ là chụp hình phải có tiền hay là phải được giải hay gì đó. Không, một bức ảnh rất là nhỏ cho một em bé ở đâu đó ven đường cũng là một cái niềm vui không cần ai biết đến. Em thấy điều đó rất là hay vì đã lâu lắm rồi không có ai mà có những tấm ảnh toàn là smartphone. Chính xác, bây giờ mình không có chụp một bức ảnh nào gần đây luôn. Em cũng phát hành CD thì mọi người nói bây giờ ai mà nghe CD tặng CD là phải tặng thêm cái đầu đĩa. Bây giờ nhiều người bây giờ không sử dụng đầu đĩa nữa, không có ai mà coi CD hết. Nhưng mà thực sự khi mà cái món quà đó là cái điều mà cái tâm huyết của mình. Phải nói rằng hôm nay cũng là một cơ duyên để chúng ta gặp mặt nhau để nói về một điều mà chúng ta cùng tâm huyết. Đây cũng là một niềm vui. Trong cuối năm và sang đầu năm mới thì Huyền tin rằng chúng ta sẽ có rất là nhiều điều mới. Trong dịp cuối năm này có lẽ đây là cái thời điểm rất thích hợp để chúng ta gửi những lời chúc tốt đẹp nhất bằng chính tấm lòng của mình tới tất cả mọi người. Không biết là Ân hoặc là anh Hải sẽ có những lời nào muốn gửi tới khán giả của chương trình không ạ? Hải chỉ xin chúc chị Khánh Huyền, anh Hồng Ân và tất cả mọi người một Giáng sinh đầm ấm và hạnh phúc. Và đặc biệt là sẽ tìm thấy những sự chia sẻ từ bạn bè, từ mọi người hoặc là từ một người lạ ở đâu đó bất kỳ. Hồng Ân xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán thính giả của Vui Sống Mỗi Ngày có được những ngày Giáng sinh thật là ấm áp bên người thân và không nhớ rằng là phải mang lại những cái nụ cười, những cái sự ấm áp đó cho tất cả những người bên cạnh chúng ta. Trở lại câu chuyện của gia đình cô Luân và chú Trương, có lẽ một món quà nữa Huyền nghĩ rằng sẽ rất là ý nghĩa và mọi người đang mong đợi trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem món quà đó là gì nhé. Thưa quý vị, sau khi trở về từ gia đình chú Trương, Mạnh Tùng cũng như là các anh chị em trong ekip có rất nhiều suy nghĩ và trăn trở. Vậy nên cả nhóm quyết định là họp nhau lại để tạo ra một món quà ý nghĩa dành tặng bé Tường Vi cũng như các thành viên của gia đình. Và thật tuyệt vời, ngày hôm nay Mạnh Tùng lại có thêm một người bạn đồng hành cùng suy nghĩ, và đó chính là nhiếp ảnh gia Thanh Hải. Em chào anh ạ. Chào Mạnh Tùng. Xin chào quý vị khán giả. Như vừa rồi ở phim trường của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày thì Hải vừa được biết câu chuyện của gia đình chú Trương và bé Tường Vi, thì thực sự đó là rất nhiều cảm xúc và xúc động. Cho nên là như Mạnh Tùng vừa trao đổi thì hai anh em lại nảy ra một ý định là mang tặng cho gia đình chú Trương và bé Tường Vi một món quà tinh thần nho nhỏ để mang đến niềm vui mùa Giáng sinh năm nay. Wow, em là em chuẩn bị quà rồi đấy, còn anh chuẩn bị chưa? Rồi, lúc nào anh cũng có món quà đấy. Hay quá, sẵn sàng rồi thì mình đi luôn nha. Dạ, yeah, vâng, okay, mình đi anh. Mình đi. Yeah.
Con chào quê chào con. Merry Christmas! Hôm nay ông già Noel tới đây để mà trao quà cho những em bé ngoan và chúc mừng gia đình một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Thì em bé nào ngoan nhất trong nhà này giơ tay! Yeah. Thế em bé lớn có ngoan không? Giơ tay! Rồi, giỏi quá! Bởi vì ông già Noel rất quý những bạn nhỏ ngoan ngoãn. Thực ra là ngày hôm nay ông già Noel đã mang tới rất nhiều món quà để dành tặng cho các bé nha! Đầu tiên thì đây, món quà dành tặng cho chị Hai. Bởi vì sao? Giúp đỡ bố mẹ chăm lo các em. Đây, chúc chị Hai Giáng sinh vui vẻ. Còn anh lớn, có chồng em có lâu nhà không? Có. Có giúp đỡ bố mẹ không? Có. Vui món quà cho anh. Anh chàng rất là ngoan ngoãn, đáng yêu, dễ thương. Và đây là món quà dành cho bé Tường Vi. Hay quá, tuyệt vời. Chúc gia đình mình một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ. Vui ông già. Còn bây giờ, món quà đặc biệt nhất mà ông già Noel đã chuẩn bị, đó là một món quà đặc biệt được gửi tới bởi nhiếp ảnh gia Thanh Hải. Yeah. Xin chào toàn thể gia đình. Tôi là nhiếp ảnh gia Thanh Hải. Nghe câu chuyện từ chương trình về bé Tường Vi thì cũng rất xúc động, nên hôm nay xin phép được đến và chụp ảnh cho cả gia đình với ông già Noel, những bức ảnh lưu niệm với trong không khí gia đình để mình đón Giáng sinh vui hơn. Yeah. Wow, thích nha. Rồi bây giờ mình lên đồ. Wow. Đâu chú cười nè. Yeah, 1, 2, 3. Đúng với không khí của đêm Giáng sinh là chúng ta có bữa cơm quây quần với nhau. Thì bây giờ ấy, chắc là lúc mà các bé mong chờ nhất đó là được mở quà của ông già Noel. Rồi, mời ba bé mở quà xem bên trong là gì nhá. Yeah. Bắt đây đi, trời ơi, mà có mấy con búp bê trong này đây. Nhiều quá, phải không nè? Các bạn tay lại. Các con thích món quà này không? Dạ. Thế còn chị Hai? Dạ. Vậy còn anh Út? Hay quá, tuyệt vời. Và tiếp theo là quà của nhiếp ảnh gia Thanh Hải. Chú Thanh Hải đã gửi lại ông già Noel những món quà dành tặng các thành viên của gia đình mình. Và đầu tiên là món quà gửi tới cô chú. Bức ảnh kỷ niệm mùa Giáng sinh năm nay. Để coi đi. Đây. Mẹ và các con. Cảm ơn ông già Noel. Đẹp chưa? Nè, đẹp chưa nè. Và bây giờ đố các bé biết đây là ai. ai đây món quà mà đâu? Chú đẹp Thanh Hải dành tặng cho bé Tường Vi. Đẹp quá, cảm ơn ông già Noel nè. Ai đây con? Con thích không? Con giống một thiên thần nhỉ, có đôi cánh dài thật là dài đúng không? Và thưa quý vị, trong quá trình mà ông già Noel cưỡi tuần lộc tới đây thì nhận thêm được một cái túi quà rất là to khác của nam ca sĩ Hồng Ân. Và sau khi bới lên bới xuống, bới từ trái qua phải từ trong ra ngoài, thì
ông già Noel đã tìm thấy cái này. Gửi tặng gia đình mình và chắc là mẹ ca đại diện các bé nhận món quà này từ ca sĩ Hồng Ân. Cảm ơn ông già Noel, cảm ơn ca sĩ Hồng Ân. Tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều quà và một món quà đặc biệt khác ông già Noel xin được bật mí. Đó là món quà từ các thành viên ekip thực hiện chương trình Vui Sống Mỗi Ngày muốn gửi tặng gia đình mình trong lễ Noel năm nay. Một bữa tiệc đơn giản thôi nhưng đầy ắp tình thương, ấm áp và sự an lành của đêm Giáng sinh. Đó chính là bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi cũng xin cảm ơn chương trình đã cũng tạo một cái sự bất ngờ cho gia đình đó và mang tới cho gia đình một cái đêm Giáng sinh. Mình nói vậy nó phải nói là nó rất là ấm cúng và rất ý nghĩa. Bây giờ tôi cũng không biết nói gì hơn, tôi cũng gửi lời chúc các anh chị em đã làm chương trình đã cũng vui hưởng một cái mùa Giáng sinh và cùng gia đình thật là hạnh phúc, thật là vui tươi. Xin tuyệt vời, dạ vâng. Dạ, chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, chúc các bé ăn mau chóng lớn. Chúc chị sẽ luôn thành công, luôn yêu đời và luôn vững tin trên con đường phía trước để nuôi dạy các bé nên người. Và chúc cả nhà mình một Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Merry Christmas! Rồi, bây giờ chúng ta cùng thắp nến nào. Quý vị thân mến, chương trình chào đón Giáng sinh đặc biệt của Vui Sống Mỗi Ngày xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị và các bạn. Có ý kiến muốn đóng góp hoặc những điều muốn chia sẻ với chương trình, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email, website hay trang Facebook của chương trình nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.